lợi thì chúng con xin cung thỉnh ngài cho chúng con được tiếp tục học ạ. Nam mô Bích Tha Giá Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học vi diệu pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến ngài. Anh Nam Mô Bổn Thầy dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiện Văn Như Thiện Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi và chúng tôi kể chút lý do vì chúng tôi bận sắp xếp cái công việc ở viện nghiên cứu Phật học để từ tới học các vị trong trong ngành Bali để giao công việc cho các vị. Thứ hai nữa vì ngày thứ bảy chúng tôi có lớp dạy buổi chiều, dạy xong buông ra cái năm nên mệt quá cho nên vào trung nó trễ chút. Và trong thời gian mùa hè rừng lớp Phật Pháp Phật Thích Thầm Mát mở sớm hơn nửa giờ đồng hồ, tức là 8 giờ bắt đầu, 8 giờ tối Việt Nam. Giờ đó có lẽ là trong thời gian này những chiều thứ bảy mà học nhiều pháp thì chúng ta chỉ học khoảng chừng 40 phút hoặc 45 phút. Vậy chúng ta hồi hướng đông rừng trong giây lát 5-3 phút rồi chúng ta vào trong lớp Phật Pháp nữa. Xin thông báo trước cho các học viên chúng ta biết gì. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục hôm nay vừa rồi. Chúng ta đã học xong 3 câu tốt hợp duyên bảo vệ vũ trì. Tốt hợp thì na duyên của 3 câu yếu trì là thiện trở thiện, thiện bất thiện, thiện trở thiện, thiện trở vũ khí, thiện trở thiện vũ khí. Nay chúng ta tiếp tục cho hết. Thật ra thì nếu mà học viên chúng ta chú ý nắm bắt được chi pháp thì dễ lắm chứ không phải là khó. Bởi vì đâu vào đó hết là có cái công thức, có cái định lý. Bây giờ chúng ta học về tấu hợp thiện na duyên, bất thiện trợ bất thiện. Khi nói đến
thiện là duyên mà bất thiện cho bất thiện thì chúng ta không có lấy hết. Chỉ pháp là sáu chữ thiện, bảy chi thiền chúng ta cũng lấy hết. Nhưng ở đây chứ, cái điều mà chúng ta cần phải hiểu đó, là tại sao trong cái pháp bất thiện năm duyên lại có những cái năm sở hữu chi thiền. Chi thiền ở trong tâm bất thiện nó không giống như là chi thiền ở trong tâm đạo đại, mặc dù chi pháp thì nó giống đó, nhưng ý nghĩa thì nó khác. Bởi vì hễ tâm nào mà có cái sở hữu tâm phối hợp, ngoại trừ cái tâm quả vô danh, còn sở hữu tâm mà không phối hợp, kể cả tâm bất thiện thì đó cũng gọi là chi thiện phi xá vệ. Thí dụ như tầm, thay vì nếu mà nói thiện pháp hay là pháp vô vi tình hảo đó, thì tầm tức là sự hướng tâm đến đề mục, đề mục Kasina chẳng hạn. Nhưng mà trong tâm thiện dục giới đó, thì chúng ta cũng có chi tầm, chỉ tướng. Thí dụ chúng ta đi đến cái chùa, chúng ta lên đảnh lễ Phật, lên chánh điện đảnh lễ Phật, khi chúng ta nhắm mắt lại thì tâm của mình tầm thiện tứ thiện, thì hướng tâm đến hình ảnh của Đức Phật ở trong chánh điện. Chúng ta nhìn thấy cái tượng Phật rồi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta hướng tâm đến tận đức cao quý của Đức Phật, thì như vậy gọi là chi thiền thiện. Còn khi mà một người đó thí dụ như một tên trộm, nó hướng tâm đến vàng ở trong nhà của người nào đó, bằng cái tâm tham, thì như vậy nhá, trong tâm tham nó cũng có chi tầm, và tầm đó nó cũng thuộc chi gọi là cha năng gác chi thiền. Bởi vì cái tầm đó nó khởi nó suy tư trên đối tượng, nó trú tâm trên đối tượng, đối tượng của nó tức là vàng hay tiền bạc ở trong nhà người. Và khi mà nó đã trú tâm như vậy thì đương nhiên là tứ ở trong tâm tham nó có cái vai trò, nó có cái nhiệm vụ là bám sát tượng, tức là tiền bạc vân vân. Thì như vậy đây đó, chỉ tầm chỉ tướng, chỉ hỷ chỉ lạc chỉ nhất hành,
chúng ta đừng có gọi là chỉ định, bởi vì chữ định samathi là thường là chúng ta xài chỉ samathi cho cái pháp định hảo thôi. Còn ở đây chúng ta chỉ lấy cái chi e các cái ta nhất hạnh, cái tâm sở nhất hạnh bao giờ nó cũng có mặt ở trong tất cả các tâm, kể cả tâm bất thiện. Do đó cho nên khi mà chúng ta học thiện na duyên thì chúng ta cứ lấy cái năm cái chi pháp là tầm tứ hỷ thọ và nhất hành. Thọ của bất thiện thì gồm có cả thọ hỷ, thọ xả và thọ ưu nữa. Thọ hỷ, thọ xả thuộc về tâm tham, tâm si. Tâm si là thọ xả. Hỷ, thọ hỷ, thọ xả nó nằm ở trong tâm tham, và trong tâm sân là thọ ưu. Thì như vậy cái chi thọ đó nó cũng thuộc loại chi thiền. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến năm cái chi thiền bất thiện đó, nó trợ cho 12 tâm bất thiện cùng 27 số hợp trợ bằng cách năm chi thiền này, năm bất thiện trợ cho danh pháp bất thiện đồng sanh. Năm chi thiền đó làm cái nó đồng sanh làm chỗ nương cho pháp bất thiện tương ưng. Rồi chứ năm chi thiền đó là năng hiện hữu với sở, năng bất ly sở, năng sở hữu tương tương ưng với nhau. Cho nên chúng ta gọi là câu sinh duyên, câu sinh đi duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên, hữu tương duyên, tương duyên là những duyên mà nó tối hợp với thiện na duyên ở cái câu bất thiện trong bất thiện đọc chi pháp như thế. Còn thêm hai duyên nữa là câu sanh quyền duyên. Câu sanh quyền duyên này cũng tối hợp được với thiện na duyên, câu bất thiện trong bất thiện là lấy tâm sở thọ, tức là hỷ xả và ưu và nhất hành. Sở thọ và sở nhất hành nó trợ cho tâm bất thiện cùng 27 số hợp với câu sinh quyền duyên. Bởi vì hỷ quyền, xả quyền, ưu quyền và định quyền, ba cái đó nó lại trùng với ba cái chi pháp thiền, chi thiền. Cho nên chúng ta lấy được. Rồi tổng hợp với thiện na duyên ở bất thiện trở bất thiện, có thêm một duyên nữa là đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên ở đây lấy sở tầm và sở nhất hành. Sở tầm tức là nếu mà nói theo đồ đạo đó thì nói là tà tư duy, nếu thuộc thiện là tà tư duy. Sở nhất hành nó thuộc tà định, cho nên tà tư duy, tà định nó trợ cho 12 tâm bất thiện 27 sở hợp, thì chúng ta gọi là đồ đạo duyên tốt hợp với thiện na duyên ở cái câu chi, ở cái câu bất thiện trợ cho bất thiện. Hiểu được cái danh trợ danh bất thiện rồi đó thì chúng ta mới qua cái câu số yên trì số 5. Thì thiện na duyên bất thiện trợ vô kiến, hồi nãy là năm chi thiền bất thiện thuộc danh trợ cho danh, bây giờ năm chi thiền bất thiện nó trợ cho sắc tâm hành động, mười sắc tâm. Thì như vậy sắc tâm thuộc vô kiến,
Cho nên thiện đại duyên với chi pháp như vậy đó, năm chi thiện bất thiện trợ cho 17 sắc tâm, thì đó là danh trợ sắc. Và khi thiện đại duyên có thiện trợ vô ký ở danh trợ sắc kiểu này đó, thì chúng ta có 7 duyên có hợp khác là câu sinh duyên, câu sinh đi duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất đi duyên, câu sinh bất tương duyên. Chi pháp thì nó cũng giống vậy, nhưng mà thêm 2 duyên nữa là câu sinh quyền duyên. Hồi nãy khi chúng ta nói câu sinh quyền duyên, chi pháp chi pháp tố hậu chai duyên bất thiện duyên là tâm sở thọ. Tâm sở nhất hành trợ cho 17 sắc tâm. Còn đồ đạo duyên thì cũng lấy nhé. Bất thiện năng duyên ở đây là tâm sở tầm, cái tâm sở nhất hành trợ 17 sắc tâm. Bây giờ chúng ta nói đến cái câu số 6, thì na duyên và bất thiện trợ thiện và vô ký, để chúng ta gom lại hai câu, câu số 4, câu số 5. Chúng ta gom lại tức là chúng ta gom cái sở duyên lại, vừa lấy danh vừa lấy sắc luôn, sắc tâm. Còn năng duyên thì chúng ta vẫn lấy năm chi thiện của thiện. Trong cái câu ý trì số 6 này thì năm sở chi thiện của thiện trợ cho 12 tâm bất thiện, cùng 27 sở hợp và 17 sắc tâm. Thì như vậy với cái chi pháp này thì chúng ta có 6 duyên thôi. 4 duyên nữa tổ hợp bằng chi pháp với duyên gốc, bầu sanh duyên, bầu sanh lý duyên, bầu sanh hữu hữu duyên, bầu sanh bất ly duyên. Còn câu sanh quyền duyên thì nó không có động chi pháp, bởi vì câu sanh quyền ở đây chúng ta chỉ lấy có tâm sở thọ. Tức là hỷ quyền, xã quyền, ưu quyền. Sở nhất hành là tức là tà định, gọi là định quyền. Thì cái tâm sở thọ đó, tâm sở nhất hành thì nó là 2 trong 5 cái chi thiền. Bởi vì được gọi là tổ hợp với thiền na duyên, nó ăn khớp ở chỗ lắm. Nó trùng khớp với nhau ở chỗ 2 chi pháp đó. Thì sở thọ sở nhất hành trợ 12 tâm bất thiện trợ cho 12, 27 và 17 sắc tâm. Còn cái duyên số 6 đồ đạo duyên có chi pháp tổng hợp cái thiện na duyên, bất thiện trợ bất thiện và vô ký, là sở tâm sở nhất hành trợ cho 12 tấu thiện cùng 27 sở hợp ông nghĩ sức tâm.
thì đến hôm nay chúng ta đã học về 24 duyên rồi, thì có việc phải hiểu rằng là được gọi là tổ hợp. Duyên tổ hợp tức là những duyên nào mà nó có chi pháp năng lực sở mà trùng khớp với duyên gốc năng lực sở, thì chúng ta lấy đó để chúng ta làm duyên tổ hợp. Bây giờ chúng ta học đến thì Na Duyên câu ý trì số 7 là vô ký trợ vô ký. Cái này thì nói tổng quát là vô ký trợ vô ký, nhưng mà nếu mà chi tiết ra, nếu mà học ở tại lớp, tại trường lớp thì chúng tôi sẽ mời quý vị lên bảng để làm bài. Hồi xưa các vị như người đã Đức Phật Tính, Đức Phật Tân gì đó, khi học trường lớp mà gặp mấy cái này tôi mời lên bảng để làm bài. Người gọi vô ký trợ vô ký thì đương nhiên là năm là lấy năm chi thiện vô ký, tầm tứ hỷ thọ và nhất hành ở trong tâm quả và tầm tố, nó trợ cho 62 tâm vô ký, ý giới nghĩa thức giới cùng 38 sơ hợp. Ở trường hợp này chúng tôi gọi là vô ký danh trợ vô ký danh. Nếu nói năm sở hữu chi thiền vô ký mà trợ cho 17 sắc tâm thì chúng ta gọi là vô ký danh trợ vô ký sắc. Nếu nói năm tâm thiền vô ký tục sinh mà trợ cho 20 sắc nghiệp thế tục thì đây là vô ký danh trợ vô ký sắc. Nếu mà chúng ta lấy năm chi thiền vô ký trợ cho tâm vô ký, số hợp phần 17 sắc tâm thời bình nhật đó, thì chúng ta gọi là vô ký danh trợ vô ký danh là sắc. Bao nhiêu đó là cái trường hợp này có 10 duyên tổ hợp tới 10 duyên. Chúng ta lấy cái duyên câu sinh đại là câu sinh y, câu sinh hiện hữu, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Cả bốn duyên này đều có chi pháp tấu hợp với thì là duyên vô ký trừ vô ký. Là năm năm sở hữu tầm tứ hỷ thọ và nhất hành trợ cho 62 tâm vô ký, ý giới và ý thức giới cùng với 38 sở hợp. Vậy sức tổng 20 sắc nghiệp tiếp tục. Chi pháp cũng giống như trang như là cái duyên gốc. Chỉ riêng sáu duyên là hữu tương duyên thì chỉ lý năm chi tầm tứ hỷ thọ nhất hành
trợ sáu hai tông một ký thì danh trợ danh thôi, ổ tư duyên. Tương ương duyên thì cũng lấy chi pháp mà giống như vậy. Nhưng mà hữu tương duyên thì hãy là vô ký trợ vô ký, thì chúng ta lấy thêm cái trường hợp là năm chi thiền bất thiện, ở năm chi thiền vô ký, vô ký quả, nó còn đợi cho sắc ý vật tiếp tục, bởi nó hỗ trợ giúp qua giúp lại. Cho nên chúng ta mới tách nó ra khỏi tương duyên. Tương duyên thì đơn giản, câu sinh vì duyên, đồ đạo duyên, thì cái hai duyên này hồi nãy chúng ta có nghe rồi đó. Thì câu sinh quyền, quyền ở đây tức là nếu nói danh quyền thì sở hữu thọ nó thuộc về ư quyền, hỷ quyền, xả quyền, và sớm nhất hạnh là định quyền. Thì bốn quyền này nó chỉ gồm là sở thọ và sở nhất hạnh thôi. Sở thọ, sở nhất hạnh nó trùng khớp với quyền ai duyên. Ở cái chi pháp thọ và nhất hạnh, cho nên chúng ta nói khâu sinh quyền duyên nó tối hợp với thiền na duyên ở vũ ký trợ vũ ký. Rồi đồ đạo duyên tức là chi pháp, có chi pháp tối hợp thiền na duyên, vũ ký trợ vũ ký là sở hữu tầm, sở hữu nhất hành. Đồ đạo thì sở hữu tầm nó là chánh kiến, nó là chánh tư duy. Còn sở hữu nhất hành đó thì nó thuộc chánh định, thuộc pháp vũ khí. Trợ năm mươi bốn tầng một ký hữu nhân, cùng 38 sở hợp, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Về tương ương duyên cũng là duyên tấu hợp với thì na duyên, có chỉ pháp tấu hợp với thì na duyên vô ký trợ vô ký là ở đây tương duyên chỉ cho danh trợ danh, tức là năm chi thiền tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, trợ cho sáu hai tam vô ký ý giới vị thức giới, còn 38 sở hợp chỉ danh trợ danh là tương ứng nhau. Chính là câu sanh bất tương duyên. Hồi nãy á, tám tương duyên thì chúng ta là danh trợ danh, bây giờ câu sanh bất tương duyên thì chúng ta lấy cái chi pháp danh trợ sắc là năm sở hữu tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, trợ cho 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Mười là gì? Thuộc quả duyên. Dù thuộc quả duyên đây là vô ký quả, trong vô ký quả này nó cũng có năm cái tâm sở, rồi tầm tứ hỷ thọ và nhất hành.
nó trùng khớp với tầm tứ hỷ thọ và nhất hành của thị na duyên, trợ cho 42 tâm quả ngoại trừ rừng của xung tức và ý thức giới cùng 38 sơ hợp, cộng thêm 17 sắc tâm, 20 sắc diệt tiếp tục nữa. Như vậy là 7 câu yếm tri của thầy Na Duyên mà chúng ta tính toán như thế nào để chúng ta tìm ra được cái duyên tốt hợp với cái chi pháp đó. Sự thật thì nếu chúng ta chỉ đọc và chúng ta chỉ nghe cái từ ngữ không, chúng ta khó mà nắm bắt, khó nhận biết được. Còn khi chúng ta đã hiểu rồi, chi pháp nó vậy rồi, thì cái sự hiểu của chúng ta đối với diệu pháp, đối với duyên hệ tổng hợp thì không phải là khó. Bây giờ nói cách khác như thế này để chúng tôi nói cho quý vị nghe, cái chi thiền mà tầm, tức là tâm sở tầm, tầm nó có hai loại, một loại nơi khó và loại không có nơi khó. Cái sự hướng tâm nào mà nó thuộc về bất thiện thì sự hướng tâm đó nó thuộc về tâm bất thiện, chúng ta loại bỏ. Còn cái sự hướng tâm nào mà thuộc về thiện, làm cho thiện pháp sanh, thì cái tâm chi tâm đó là chúng ta nên làm. Một người họ đi đến chùa, họ đưa mắt nhìn chung quanh cảnh Phật và họ ngắm cái tượng Phật, cái đó chúng ta gọi là tầm thiện. Còn một cái trộm khi nó đi vào chùa, nó cũng hướng tâm đến cảnh, nhưng mà nó hướng tâm để xem có cái chỗ nào là cái tượng Phật bằng đồng giá trị, hay tượng Phật bằng vàng, bằng ngọc, và nó hướng tâm đến những cái thùng phước điền mà Phật tử mà cúng dường trên đó, nó hướng tâm đến đó, thì cái này gọi là tâm bất thiện. Thì như vậy tầm tứ thất vậy, tầm tứ nghĩ là định, thì tùy theo tâm, nếu cái gì mà chi thiền mà nó thuộc về thiện thì chúng ta nên có, còn cái chi thiền mà nó thuộc bất thiện, thí dụ như vì do cái lập tham cho nên hướng tâm đến tiền bạc mà người ta sơ hở để lấy trộm, thì tầm đó là không tốt. Tứ về hỷ về lạc lệnh xả và ưu, nó đều có ý nghĩa như vậy. Hôm nay chúng ta học hết cái bảy duyên. Vậy câu yếu tri của thì na duyên với những cái duyên tấu hợp với chúng, tuần sau chúng ta sẽ học về bài 25 tấu hợp đồ đạo duyên Makkasapagat. Xin cô Nhật Kình quan hỷ lưu ý giúp trò cái điểm này. Và bây giờ thì xin cung thỉnh thần tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng.
sau đó chúng ta qua bên dùng lớp Phật Pháp Quốc Thư Thâm Mát để chúng ta sinh hoạt. Hôm nay là ngày thuyết giảng của Thượng tọa Pháp Tân, nhưng mà chúng tôi cũng phải dẫn nhập vì không biết Thượng tọa Giám Đẳng có gọi được hay không. Xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Phật sắp mang lang ra khăn tu sắp bề đề quật sắp bồ đề đà na hóa về na sa đa sa thi phong văn trụ đề Phật sắp mang lang ra khăn tu sắp bề đề quật sắp bần hàm ma na hóa